Xin chào quý vị và các bạn. Nối tiếp series giới thiệu các linh kiện các dịch vụ tại di động cao cấp.vn. Hôm nay di động cao cấp.vn giới thiệu các bạn video lắp máy Samsung Galaxy Tab ST805 từ những linh kiện tháo rời tại di động cao cấp.vn. Trên hình các bạn thì thấy đây chọn bộ linh kiện của Samsung Galaxy Tab S. Mình sẽ lắp toàn bộ những cái linh kiện của Samsung Galaxy Tab S vào quý khách hàng có hình dung rõ nét hơn về các linh kiện cấu thành nên Samsung Galaxy Tab S cũng như dịch vụ sửa chữa bảo hành Samsung Galaxy Tab S tại di động cao cấp.vn. Đầu tiên là chúng ta sẽ phải nom tất cả những cái linh kiện, ráp những cái linh kiện rời vào trên bracket trên xương máy của Tab S. Đó. Trên hình các bạn thấy đây là xương bracket Tab S. Đó. Chúng ta sẽ cho tất cả linh kiện vào. Đầu tiên là phần loa ngoài phía tay trái chứa cục rung của Tab S. Đó. Đây. Mình sẽ cho vào đây. Gắm vào. Đó, vậy mình gắn xong loa ngoài của Tab S. Khi gắn xong loa ngoài Tab S thì chúng ta sẽ phải đó, chúng ta sẽ phải chốt lấy phần ốc giữ nó. Rồi tiếp theo đó là phần camera sau của Tab S. Phần loa ngoài bên phía còn lại của Tab S. Các bạn chú ý nhé, nó có những phần lẫy, chúng ta phải cho cái phần loa ngoài vào lẫy trước. Đó. Sau đó thì chúng ta mới cho cái đầu ngược lại. Đó, vậy là mình đã xong phần ra ngoài thứ hai của Tab S. Đó. Cũng giống như là phía còn lại chúng ta phải chốt cái ốc giữ. Rồi. Tiếp theo đó là phần cáp chân sạc của Tab S. Các bạn cũng phải chú ý là cho các cái lẫy vào trước. Đó, phần lẫy này. Các bạn thì nhìn thấy phần lẫy. Nó có lấy đó, chúng ta phải cho vào trước. Rồi. Vậy là lắp xong phần cáp mà chân sạc của Tab S, chúng ta vẫn phải chốt ốc vào. Rồi. Vậy các bạn mình đã lắp gần xong. Đó. Tiếp theo đó là mình lắp tiếp phần cảm biến phía trên điều khiển của Tab S. Đó. Đây là cổng hồng ngoại của Tab S. Tiếp theo đó là chúng ta lắp tiếp một phần tiếp theo là khay SIM thứ hai, khay SIM của Tab S. Đó. Đó. Phần
kết nối chân này, connect ở đây. Tiếp theo đó là phần kết nối bên đó, chúng ta đã xong phần khay sim và tab S. Tiếp theo đó là chúng ta sẽ lắp phần bảng main và tab S vào trên bracket của anh. À, vậy mình cố định xong phần bảng main và tab S rồi. Đó, gắn chân kết nối ngoại vi của máy. Gắn tiếp phần camera sau của tab S. Camera trước của tab S. Các bạn cứ tuần tự từng bước một thôi. Đó. Làm rất là khoa học rồi. Có cái phần ốc định vị trên máy chúng ta lắp vào đây. Các bạn chú ý kiểm tra tất cả những vị trí ốc giữ. Đó. Của máy. Đó. Cuối cùng là chúng ta lắp pin. Pin bảng pin của tab S rất là lớn. Đó. Ốc giữ bảng pin của tab S. Đó, vậy là mình đã gắn xong cơ bản tới 90%. Thì 9% tiếp nối cuối cùng là ta gắn chân connect màn hình. Đó, vào bảng main. Đó. Xong. Cáp chân sạc vào bảng main. Đó. Đó, bước cuối cùng là chúng ta lắp lưng xong của ta test vào. À, xin lỗi các bạn, còn một phần nữa đó là phần viền xung quanh của tab S. Với phần viền này thì các bạn chú ý mình một chút là chúng ta sẽ phải lắp và hết sức cẩn thận, nhẹ nhàng vì nó liên quan đến màn hình của máy. Đó, chúng ta đưa nhẹ nhẹ thôi cái phần hâm, khi nào mà các cái kết nối nó tách một cái là ok. Đó. Bạn thể nghe thấy. Đó, vậy là mình đã lắp xong phần viền của tab S. Bước cuối cùng là chúng ta lắp phần lắp lưng của tab S vào máy nữa là xong. Đó. Các bạn thể nghe đấy. Đó, nó dùng các cái chốt
giữ hãm. Đó, nghe cái tách tách. Rồi, vậy là mình đã lắp xong Samsung Galaxy Tab S từ những linh kiện tháo rời. Khi khách hàng có nhu cầu thay mới, sửa chữa, bảo hành, kiểm tra Samsung Galaxy Tab S, quý hàng vui lòng truy cập website www.didongcaocap.vn hoặc gọi điện thoại đường dây nóng 04 66 75099. Kỹ thuật viên của Di Động Cao Cấp.vn sẽ tư vấn và hướng dẫn cụ thể đối với các bạn. Một lần nữa, Di Động Cao Cấp.vn xin cảm ơn quý vị các bạn đã xem video giới thiệu dịch vụ sửa chữa bảo hành Samsung Galaxy Tab S tại Di Động Cao Cấp.vn.